Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 1 tháng 9, hãng tin TASS của Nga đưa tin cho biết, chiếc trực thăng Mi-8 mất tích ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã được tìm thấy, nhưng không còn ai sống sót. Theo TASS, cho đến nay đã tìm thấy 17 nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn. Có 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách trên máy bay vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. Cơ quan hàng không Liên bang Nga cho hay, trực thăng Mi-8T đã mất tích không lâu sau khi cất cánh từ một căn cứ gần núi lửa Vachkazet ở bán đảo Kamchatka vào sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương. Trực thăng mất tích thuộc sở hữu của hãng hàng không VTS Aero, đơn vị tổ chức các chuyến du lịch ở bán đảo Kamchatka. Bán đảo Kamchatka cách Moscow khoảng 7.100 km về phía đông đã bị một cơn bão tấn công vào cuối tuần qua, với gió lớn và mưa, nhưng không rõ liệu đó có phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng hay không. Các vụ tai nạn liên quan đến máy bay trực thăng thi thoảng vẫn xảy ra ở vùng Viễn Đông của Nga, nơi dân cư thưa thớt và một số khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng. Hồi tháng 8 năm 2021, một chiếc trực thăng Mi-8 chở 16 người, trong đó có 13 khách du lịch, đã rơi xuống một hồ nước ở Kamchatka do tầm nhìn hạn chế. Cùng năm đó, một chiếc máy bay khác cũng gặp nạn khi hạ cánh xuống bán đảo này, khiến 22 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều đã tử nạn. Ngày 1 tháng 9, Đại học Không quân Quốc gia Ukraine cho biết trực thăng Mi-2 của đơn vị này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện khiến 2 phi công thiệt mạng. Thông báo nêu, trực thăng Mi-2 thuộc biên chế lữ đoàn đào tạo hàng không đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện. Chúng tôi đã chịu tổn thất không thể bù đắp, đó là 2 thành viên tổ lái thiệt mạng trong sự việc. Địa điểm rơi máy bay và danh tính 2 phi công chưa được công bố. Giới chức Ukraine thông báo các nhà điều tra, chuyên gia hàng không và thành viên ủy ban đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng đã có mặt tại hiện trường sự việc. Đại học Không quân Quốc gia Ukraine cũng kêu gọi dư luận tránh đưa ra nhận định và bình luận cho đến khi kết quả điều tra được công bố. Đây là vụ tai nạn gây thiệt mạng người thứ hai xảy ra tại Đại học Không quân Quốc gia Ukraine trong hơn một tháng qua, sau vụ một học viên phi công thiệt mạng khi huấn luyện trên máy bay K-10 Swift hôm 27 tháng 7. Min Mi-2 là trực thăng đa dụng hạng nhẹ được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960, trong khi toàn bộ dây chuyền chế tạo đặt tại nhà máy của tập đoàn trực thăng PZL Skynik lớn nhất Ba Lan. Gần 5.500 chiếc đã được xuất xưởng trong giai đoạn 1965 cho tới năm 1998. Hàng loạt máy bay vẫn được 18 nước sử dụng. Không quân Ukraine vận hành một số chiếc Mi-2 biên chế cho lữ đoàn huấn luyện số 203 để phục vụ đào tạo phi công trực thăng. Ít nhất là 3 máy bay Mi-2 đã bị lực lượng Nga thu giữ tại sân bay quốc tế Kherson trong giai đoạn đầu xung đột. Những ngày qua, tại mặt trận Kursk được cho là đã lộ diện số lượng lớn lính Mỹ tràn vào, khiêu khích trực diện khiến Nga tức giận và liên tục đưa ra cảnh báo. Theo đó, ngày 1 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow đã dùng mọi biện pháp ở mọi cấp độ để cảnh báo Washington rằng việc lính Mỹ tham gia các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là điều không thể chấp nhận được. Ông Ryabkov nói với hãng tin TASS rằng công việc này thực hiện thường xuyên và được thực hiện thông qua nhiều hướng khác nhau và ở mọi cấp độ. Tại một cuộc báo vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố rằng lính nước ngoài đã tích cực tham gia các cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga. Theo bà Zakharova, lính Mỹ đã công khai đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội và cho thấy vị trí đặt súng cối bên cạnh một sân chơi ở vùng Kursk. Đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow Stephanie Holm cũng đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để trao công hàm phản đối sự tham gia của công ty quân sự tư nhân Mỹ vào chiến dịch đột kích của Ukraine tại Kursk, cũng như hành vi khiêu khích của các phóng viên Mỹ xâm nhập vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công của Kiev. PMC, công ty quân sự tư nhân của Mỹ được gọi là nhóm quan sát tiền phương, trước đó đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội Instagram cho thấy các thành viên của nhóm này mặc đồ quân sự và cầm vũ khí. PMC tuyên bố đang tham gia cuộc tấn công của Kiev vào khu vực biên giới của Nga. Bà Zakharova cáo buộc các binh lính của Ukraine và binh lính nước ngoài đang thực hiện hành vi phạm tội, tấn công vào dân thường và tình nguyện viên, phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự, nhằm vào các nhà báo và gây nguy hiểm cho các cơ sở điện hạt nhân. Bà Zakharova cho rằng tình trạng vô pháp này đang diễn ra với sự thông đồng hoàn toàn của phương Tây và sự khuyến khích các hoạt động của Kiev. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc những hành động này chứng minh rõ ràng vai trò của Mỹ là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột và tiếp tay cho các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR cáo buộc các nước NATO đã giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện các cuộc đột kích vào Kursk. SVR cho biết hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan. Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào Nga hồi đầu tháng 8 vừa qua đã được đào tạo tại Anh và Đức. Trong khi trước đó, ngày 13 tháng 8, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmad của Nga, Thiếu tướng Abti Alodinov đã lên án Mỹ và NATO vì chiến dịch đột kích của Ukraine ở Kursk. Ông Alodinov nói với kênh truyền hình Russia rằng, Bộ Tư lệnh NATO chắc chắn đã tham gia vào việc tổ chức chiến dịch của Ukraine. Tôi nghĩ rằng các tướng lĩnh Mỹ là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Chúng tôi cũng nhận thấy một số lượng lớn lính nước ngoài đã tham gia vào hoạt động này. Tướng Alodinov cũng không loại trừ khả năng các chuyên gia quân sự phương Tây đã tham gia vào cuộc đột kích của Ukraine.
Theo trang tin The Times, một số chiến binh đã tham gia chiến dịch Kursk đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đô thị tại Anh. Quân đội Ukraine đã sử dụng rộng rãi vũ khí do phương Tây cung cấp ở Kursk, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất. Một số trong số đó đã bị Nga phá hủy. Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Nga tuyên bố họ xâm nhập trái phép vào tỉnh Kursk để đưa tin tuyên truyền về các hành vi phạm tội do chính quyền Kiev gây ra. Bộ Ngoại giao Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ liên quan đến những tội ác này sẽ phải đối mặt với các hoạt động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ Luật Hình sự Nga để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm. Ngày 1 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cảnh báo rằng Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân để đáp trả các hành động của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuyên bố cho biết, như chúng tôi đã nhiều lần nói trước đây, các công việc đang ở giai đoạn nâng cao và có ý định rõ ràng là sẽ đưa ra một sự điều chỉnh đối với học thuyết hạt nhân. Một trong những lý do là việc xem xét và phân tích diễn biến của các cuộc xung đột gần đây, bao gồm mọi thứ liên quan đến quá trình leo thang của các đối thủ phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông giải thích rằng các tài liệu tương ứng đang được hoàn thiện, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về khung thời gian cụ thể để hoàn thành việc thay đổi học thuyết hạt nhân. Ông Ryabkov lưu ý, khung thời gian để hoàn thành là một vấn đề khá phức tạp vì chúng ta đang nói về khía cạnh quan trọng nhất của an ninh quốc gia. Trước đó, Thứ trưởng Ryabkov thừa nhận tình hình quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và không thể loại trừ những thay đổi đối với quan điểm hạt nhân của Nga. Ông nhấn mạnh, Nga có thể thay đổi học thuyết hạt nhân nếu các hành động leo thang của Mỹ và đồng minh buộc Moscow phải làm như vậy. Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, SPIEF, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết học thuyết hạt nhân của Moscow rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh nếu cần thiết. Ông Putin nói, chúng tôi đang cẩn trọng theo dõi từng biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh chúng tôi và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này. Theo học thuyết hiện tại, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của nước Nga. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Hạ viện Nga, ông Andrei Katapolov cũng nói rằng học thuyết hạt nhân của Nga có thể được điều chỉnh để ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Moscow. Quan chức Nga nói, tình hình xung quanh đất nước chúng tôi đang thay đổi, tình hình quốc tế đang thay đổi, với những thách thức và mối đe dọa mới đang xuất hiện. Nếu chúng tôi thấy rằng bất kỳ tài liệu nào, bao gồm cả học thuyết hạt nhân, cần được sửa đổi để đối phó với những mối đe dọa này, chúng tôi sẽ làm điều đó. Việc phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào Nga làm dấy lên lo ngại phương Tây sắp vượt qua ranh giới đỏ mà Moscow đã đưa ra. Moscow coi việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga là lằn ranh đỏ, sẽ buộc họ đáp trả bằng mọi phương tiện có thể, trong đó có vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, Tổng thống Putin khẳng định Nga không cần đến vũ khí hạt nhân để giành thắng lợi ở Ukraine. Tuyên bố này có lẽ là tín hiệu rõ ràng nhất tính đến hiện tại của Nga, cho thấy xung đột ở Ukraine sẽ không leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Ông Putin hy vọng một cuộc chiến hạt nhân sẽ không bao giờ nổ ra bởi một cuộc xung đột như vậy sẽ gây thương vong lớn cho tất cả mọi người. Ông cũng cho rằng nếu các nước thành viên NATO ở châu Âu tìm cách khiêu khích Nga bằng cách thực hiện một phản ứng hạt nhân, Mỹ có thể đứng ngoài cuộc. Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm, trong khi Nga và Mỹ có hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để phát hiện tên lửa đang lao tới, thì các nước thành viên của NATO ở châu Âu lại không có. Nga đã triển khai một số lượng chưa tiết lộ vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, nước giáp biên giới với Ukraine và nhiều nước thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngày 17 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ khối này đang đàm phán về việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt ở chế độ chờ như một nỗ lực nhằm răn đe các mối đe dọa. Trong NATO, Anh, Pháp và Mỹ là những nước được công nhận là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây cũng là ba nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. NATO cũng duy trì chính sách chia sẻ ô hạt nhân, trong đó các thành viên có vũ khí hạt nhân sẽ triển khai các đầu đạn đến những căn cứ nằm rải rác trên khắp châu Âu. Mỹ được cho là nước duy nhất thực hiện chính sách này, với các đầu đạn hạt nhân hiện diện tại Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.